Thưa quý vị, mục tiêu xây dựng đô thị Long Khánh xanh, văn minh, an toàn, hiện đại đã và đang được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Long Khánh dốc sức thực hiện. Song song với việc phát triển kinh tế xã hội thì việc duy trì mảng xanh đô thị, các dự án công trình đã và đang được thực hiện xây dựng góp phần đưa Long Khánh sớm trở thành đô thị xanh, hiện đại. Xác định công tác quản lý đô thị, xây dựng đô thị xanh, văn minh, an toàn, hiện đại là nhiệm vụ quan trọng trong quá trình hướng đến mục tiêu sớm trở thành đô thị loại 2. Trong những năm vừa qua, thành phố Long Khánh đã huy động mọi nguồn lực đầu tư xây dựng các công trình phục vụ phát triển đô thị theo hướng ưu tiên xây dựng các công trình phục vụ công cộng như công viên cây xanh phường Xuân Trung, cải tạo sửa chữa công viên tượng đài chiến thắng, nâng cấp công viên bia chiến thắng, cải tạo công viên vườn dầu. Thấy là rất là tốt, tại vì đi ra công viên này này, thấy sạch sẽ này, rồi cây xanh tươi mát. Rồi các chị em cứ sáng nào cũng ra đi tập thể dục rồi nói chuyện về sức khỏe. Đấy, cho nên là nếu mà có nhiều phụ nữ mà dành thời gian ra ấy, để đi ra đây đi bộ rồi thể dục thì giao lưu với nhau thì rất là tốt. Ngoài ra, giao thông đô thị của Long Khánh đã cơ bản hoàn thiện với nhiều tuyến đường mới, khang trang, hiện đại. Như nâng cấp tuyến đường Hùng Vương, đường Cách Mạng Tháng 8, đường Hồ Thị Hương, đường Bình Lộc, Tín Nghĩa. Hệ thống chiếu sáng, công viên, vỉa hè, hệ thống thoát nước đô thị, cây xanh được thành phố tập trung xây dựng chỉnh trang. Trên địa bàn Long Khánh hiện có 5 công viên cây xanh hiện hữu và một phố đi bộ. Hơn 50.000 m2 bồn hoa, thảm cỏ và cây xanh trang trí được duy trì. Công tác vệ sinh đô thị luôn được kiểm tra và duy trì thường xuyên. Tỷ lệ thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt đô thị đạt 100%. Thì thời gian qua thành phố Long Khánh cũng đã tập trung huy động mọi cái nguồn lực để thực hiện nâng cấp, chỉnh trang và phát triển đô thị theo hướng ưu tiên xây dựng các cái công trình công cộng phục vụ cho người dân. Theo đó là quan tâm xây dựng các cái hệ thống cấp thoát nước, nâng cấp các công viên, trạm y tế, đường giao thông theo quy hoạch. Hàng năm là đẩy mạnh việc trồng mới cây xanh và chỉnh trang cái trồng mới cây xanh. Thì hiện nay cái tỷ lệ che phủ cây xanh của thành phố Long Khánh là đạt khoảng 71%. Thì đáng chú ý thì thành phố Long Khánh cũng đã trình Ủy ban dân tỉnh để trình Ủy ban tỉnh phê duyệt cái chủ trương cái dự án hệ thống thoát nước và xử lý nước thải sinh hoạt tập trung thành phố Long Khánh giai đoạn 1. Thì cái dự án này là một dự án quan trọng của thành phố Long Khánh. Sau khi hoàn thành sẽ thu gom và xử lý cái nước thải sinh hoạt cho cái khu vực trung tâm của thành phố, góp phần cải thiện cái môi trường sống của cộng đồng. Bên cạnh đó, thành phố kêu gọi đầu tư các dự án tạo điểm nhấn cho đô thị. Các công trình kiến trúc sẽ được xây dựng theo quy hoạch như trung tâm thương mại, các công trình công cộng, nhà thi đấu đa năng kết hợp quảng trường. Tập trung quan tâm đến cái việc là chỉnh trang đối với lại các cái tuyến đường giao thông, nhất là những cái tuyến đường giao thông chính trên địa bàn. Thì trong đó là cũng đã nâng cấp và chỉnh trang, đặc biệt là chúng tôi đã thực hiện cái việc ngầm hóa hạ tầng kỹ thuật một số tuyến đường, cụ thể như là tuyến đường Hùng Vương, và sắp tới thì chúng tôi sẽ tiếp tục là thực hiện ngầm hóa đối với lại cái tuyến đường Hoàng Diệu và cái tuyến đường Nguyễn Nhân Cừ. Và cái kinh tế của thành phố thì phát triển theo đúng với lại cái định hướng, và đời sống của người dân thì được cải thiện, và nhiều cái cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội được triển khai xây dựng hướng tới một cái đô thị văn minh và hiện đại. Với sự định hướng đầu tư xây dựng phát triển đã từng bước làm cho diện mạo thành phố Long Khánh hình thành rõ nét, tạo thế và lực mới cho Long Khánh phát triển để hướng đến hình thành đô thị xanh, văn minh, an toàn, hiện đại.